Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái con máy hàng máy cắt lớp mà ha, sử dụng nguồn 40A, đó. Sử dụng ở đây là 40A, máy rất là nhỏ gọn, đến từ thương hiệu Win ha. Đầu mã sản phẩm như các anh chị thấy thì IBM40 ha, là sản phẩm của máy. Và đầu tiên đi kèm với máy thì hãng cho chúng ta một catalog và một phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc ha. Tiếp theo đó thì con này bảo hành 12 tháng và lại xuất xứ ở Malaysia các bạn ha. Phụ kiện kèm theo như là kẹp mát, kẹp mát dài 3m. Rồi tiếp theo đó nữa là chuyện như là bếp hàng ha, là bếp cắt ha, bếp cắt và xứ. Rồi đi kèm với bộ súng thì bộ súng này bộ súng 5m ha anh chị ha, súng 5m với lại là công tắc và được gắn một bộ sẵn. Nếu một bộ bếp ở sẵn ở trong này luôn ha, trong máy luôn, trong đầu súng luôn. Rồi đi kèm với máy nữa là có một cái đồng hồ ha, cái đồng hồ khí ha. Đây, đồng hồ khí ở phía sau luôn, có gắn sẵn trên máy luôn. Và đây là cái đường ấn dẫn khí vào. Đây, khí vào được gắn sẵn luôn ha. Đây là ở trên đây, kéo lên kéo xuống để mình điều chỉnh ha, điều chỉnh lượng khí. Rồi, con này thì sử dụng công ampe thì sử dụng ampe là 40A. Xì điện là xì điện 220 ha, có kết nối 2 chấu và 3 chấu luôn nên dễ dàng thực hiện sử dụng ha, rất là phù hợp. Rồi tiếp theo là cái công suất của nó, nếu mà sử dụng 40A tối đa thì cái chu kỳ làm việc của nó chỉ đã tới 60% thôi các bạn ha. Rồi nếu mà các bạn sử dụng 30 tới 31A thì chu kỳ làm việc của nó đã lên tới 100%. Rồi tiếp theo đó thì phía phần vỏ thì như các anh chị đã thấy thì màu xanh ha, đặc trưng màu viêm, và bên cạnh hai bên thì in logo và mã sản phẩm ha. Phía trên đầu đây thì đây như các anh chị thấy thì có hai bộ phận quạt tản nhiệt, hai bộ phận tản nhiệt ở phía hai bên. Và phần mặt, phần bộ điều chỉnh thì như các anh chị thấy thì đây là công tắc nguồn on off ha, công tắc nguồn on off, đèn hiển thị cảnh báo. Bên cạnh đó nữa là đây là nút điều chỉnh ampe từ 15 cho tới 40A ha. Phía dưới này là cái bộ phận để gắn khí vào, bộ phận này thì để gắn socket và bộ phận này để gắn kẹp mát ha. Rồi phía sau thì có một cái bộ phận quạt tản nhiệt, một cái quạt tản nhiệt thôi ha, tại vì máy này thì nó cũng nhỏ thôi nên quạt tản nhiệt thì nó cũng khá là vừa. Đây. Rồi đó, máy rất là đẹp ha, 40 thì máy này thì chuyên dụng đi cầm đi công trình ha. Đó, rất là nhỏ gọn, có tay cầm ở trên. Lớp sơn thì sơn lớp cách điện rồi, rất là an toàn. Máy viên xuất xứ tại Malaysia ha. Rất là được nhiều công trình ưa chuộng và sử dụng ha. Rồi, thì mình cũng vừa review sơ cho các anh chị và các bạn xem một cái máy cắt lớp ma của thương hiệu Win đến từ Malaysia. Thì nếu các bạn có thắc mắc không muốn tôi bán thêm về dòng sản phẩm này, hãy liên hệ số điện thoại chỉ cập đường link website dưới phần video ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.